Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, các địa phương trong kiểm tra giám sát về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường cần chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, triển khai xây dựng mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, lựa chọn mô hình phù hợp, đạt hiệu quả để nhân rộng, lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đồng thời, bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý, tuyệt đối không gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh và suốt tuyến thu gom, vận chuyển. Xử lý vi phạm đối với các trường hợp thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh việc xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường, trong lĩnh vực thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.